Kể từ nay, cậu sẽ là thành viên của bệnh viện chúng tôi. Ủa là sao lại nhận luôn rồi đó hả? Nên là phòng em đó hả? Thành quá. Thưa bác sĩ, em là y tá, không phải là ma. Mà y tá? Có sợ ma không? Ta mới tới, không cần phải làm như vậy. Ủa anh đang nói chuyện với ai vậy? Tôi đã nói rồi, không tôn trọng nhau sao? Anh à, anh làm phải tôn trọng như suy đi. Anh nói chuyện với ai vậy? Người ta mới tới mà. Mới tới cái gì? Tôn trọng đi. Tôn trọng cái gì vậy? Nè, một người ơi, làm gì không? Mà một người ơi, nè đừng có giỡn nha. Em mới tới nha, em tên là Thành. Mọi người đừng có giỡn nha. Cảm ơn mọi người.